Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với tiểu mục đối thoại của tạp chí giáo dục Vững Bước Tương Lai. Kính thưa quý vị, ngành giải trí đang rất phát triển ở Việt Nam. Ngày càng nhiều những bộ phim và những MV ra đời được thực hiện rất kỹ lưỡng dưới bàn tay của những đạo diễn tài ba. Và ngày càng nhiều những bạn trẻ có mong muốn trở thành diễn viên và đạo diễn trong tương lai. Và đó cũng chính là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, ngành đạo diễn và diễn viên. Đến chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu những khách mời là những nghệ sĩ vô cùng gạo cội trong ngành nghệ thuật của Việt Nam. Đầu tiên đó là Phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Phan Thị Bích Hà, trưởng khoa sân khấu điện ảnh Trường Đại học Văn Lang. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đào Bá Sơn, giảng viên ngành sân khấu điện ảnh Trường Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào thầy. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Câu đầu tiên Thái Dương xin được hỏi cô Hà, cô đánh giá như thế nào về sự phát triển của ngành giải trí nói chung và ngành điện ảnh nói riêng ạ? Nếu mà nhận xét về cái ngành giải trí thì thực sự là nó khó, bởi vì đấy là một cái khái niệm nó rất là rộng. Tuy nhiên thì cái ngành giải trí chắc chắn là nó rất quan trọng với trong cái cấu trúc văn hóa cũng như là trong đời sống xã hội của con người, và đặc biệt trong đấy có điện ảnh. Trong cái tiến trình phát triển của điện ảnh thì cho dù có những lúc thăng trầm, nhưng mà chắc chắn một điều là nó có một cái ngôi vị không thể nào có một cái loại hình nghệ thuật nào thay thế trong lòng công chúng cũng như là trong nền công nghiệp giải trí. Những người làm trong ngành công nghiệp giải trí phải có những yếu tố, những tố chất, những đòi hỏi rất là lớn. Và câu hỏi tiếp theo xin phép Thái Dương được hỏi thầy Sơn, thế thì đó là những tố chất nào ạ? Tôi có thể nói chuyên biệt sâu hơn đối với lĩnh vực đạo diễn. Việc đầu tiên là họ có tình yêu với nghề nghiệp của mình và họ có khát vọng. Khát vọng làm tốt, khát vọng làm hay những bộ phim của mình, khát vọng viết kịch bản này thật tốt. Có những kỹ năng biến tất cả những cái khát vọng ấy trở thành hiện thực. Thì đây là cả một quá trình rèn luyện, quá trình tu dưỡng, quá trình học tập. Trong khi đạo diễn điện ảnh và truyền hình cũng giống tất cả các cái loại hình khác, ở chỗ là phải biết luôn luôn sáng tạo. Cái sinh viên ngành đạo diễn là buộc phải coi phim cùng với thầy, phân tích mổ xẻ những tác phẩm mới, anh lựa chọn và anh tìm một cái phương pháp sáng tạo cho riêng mình. Thế và thứ hai nữa, một điều rất quan trọng là phải thực tập, phải đi nhiều, hiểu nhiều, học nhiều. Đặc biệt nữa là vấn đề là trang bị kiến thức phong nền cho các em. Thí dụ như các em phải có năng khiếu văn học, phải hiểu về mỹ học, phải hiểu về dựng phim, quay phim, về nghệ thuật, kể cả nghệ thuật hóa trang, kỹ năng diễn xuất của diễn viên, phân tích kịch bản, phân tích nhân vật, vân vân. Tóm lại thì cái người đạo diễn là học cả đời, chưa chắc đã hết. Nhưng mà việc đầu tiên là anh phải có hàng loạt các kiến thức phong nền cho sự sáng tạo của mình. Thì như vậy thì cái tác phẩm của anh mới tốt, tác phẩm của anh mới chắc. Và đặc biệt là nó có một cái sự sáng tạo có những cái mới ở trong cái tác phẩm của mình. Khi đã chọn cho mình một cái nghiệp, thí dụ như là đạo diễn, quay phim, diễn viên hay là bất kỳ, thì người ta sẽ thứ nhất là có cái năng khiếu về cái đấy và cái đam mê, cái khát vọng, và người ta sẽ đi theo cái đấy để mà phấn đấu, để mà nỗ lực, để mà định hình và khẳng định mình. Tuy nhiên cũng có những diễn viên khi mà cảm thấy rằng mình muốn được thể hiện những cái ý tưởng này, ý tưởng kia bằng chính cái tư duy sáng tạo nghệ thuật của mình, thì có thể là lại học thêm cái nghề đạo diễn. Và như thế thì có thể, tức là cũng trong một cái chuyên ngành đấy, nhưng mà mình có thể là làm diễn viên, có thể là làm đạo diễn, hoặc có thể là viết kịch bản hay là những cái nghề khác. Chứ cũng không phải là nói là cứ học cái này rồi thì sẽ phải là mãi mãi đi theo cái con đường này, hay là có thể đứng núi này trông núi nọ. Không hoàn toàn là như vậy. Ví dụ như là nhiều em học xong diễn viên thì có thể là lại muốn học đạo diễn để mình có thể ra để chỉ đạo diễn xuất, để có thể sáng tạo chính cái tác phẩm của mình. Cô có thể khái quát một chút xíu về ngành sân khấu điện ảnh của Trường Đại học Văn Lang được không ạ? Ở Trường Đại học Văn Lang thì cái khoa đấy gọi là khoa nghệ thuật sân khấu điện ảnh, thì có hai chuyên ngành. Thứ nhất là đạo diễn điện ảnh truyền hình và thứ hai là diễn viên kịch điện ảnh truyền hình. Thứ nhất là đạo diễn, người ta gọi là người đạo diễn là ông vua của phim trường hay là một người nhạc trường. Có nghĩa là xung quanh họ sẽ tập hợp những cái người chuyên môn, và anh ấy sẽ là người chỉ huy. Với diễn viên ấy, thì lại được gọi là linh hồn của một vở diễn, sẽ diễn, sẽ hình ảnh hóa những cái gì còn trừu tượng ở trong kịch bản văn học, trở thành những hình ảnh cụ thể thông qua hành động diễn xuất của người diễn viên. Thì nói như thế để có thể thấy là cái nét khu biệt giữa đạo diễn và diễn viên. Nghề đạo diễn có một điều khẳng định là không học không làm được. Nhưng mà học có rất nhiều cách học. Trong đây cũng có một số các đạo diễn tự học
nếu có kinh nghiệm anh chỉ làm một phim này có thể tạm được, nhưng phim thứ hai, bắt đầu phim thứ ba thì nó cùn dần, bởi vì anh không có cái mới, anh thiếu những cái cơ bản. Mà những cái cơ bản ấy thì một là anh tự học, hai là trên nhà trường, cái hệ thống nhà trường nó dạy cho anh, giảng dạy cho anh hàng loạt những vấn đề cơ bản làm phông nền cho sáng tác của anh. Và trong đấy có phông nền văn hóa, có hàng loạt những cái phông nền về, về khoa học xã hội để cho bổ sung kiến thức cho anh. Và nếu khi anh không có cái đó, trình độ của anh lập tức anh trông chênh nhỉ, anh sáng tác giống như là anh không có, thiếu một cái phông nền cơ bản. Khi mà người ta thiếu phông nền cơ bản thì nó nguy hiểm. Giống như anh lái xe, anh không hiểu luật, anh không hiểu được vấn đề cơ bản, mà anh chỉ có theo kinh nghiệm anh ngồi đằng sau rồi đến một ngày anh ngồi là thì là hết sức nguy hiểm. Được biết tại trường Đại học Văn Lang thì những giảng viên là những nghệ sĩ gạo cội, trong khi đó những bạn sinh viên là lớp rất trẻ sau này, thì không biết có một cái gọi là khoảng cách thế hệ hay không? Khi các sinh viên vào trong trường thì các em ấy phải có một cái khoảng vượt từ một cái học sinh phổ thông bước sang đại học, tức là nó từ ao ra cái hồ, cái ao nó khác với cái hồ. Chính chúng tôi cũng có một khoảng vượt. Khoảng vượt ấy để làm gì? Để làm mới mình lại. Tôi không dám dùng từ trẻ, nhưng mà nó phải mới. Giờ cô Hà cũng vậy, hoặc giờ của tôi cũng vậy. Chiếu phim cho sinh viên, những bộ phim hay, những bộ phim mới nhất. Và chúng tôi mổ xẻ, chúng tôi phân tích, chúng tôi thảo luận. Thứ hai là chúng tôi yêu cầu các em đọc tài liệu, nghiên cứu. Trước học kỳ mới, trước năm học mới, chúng tôi buộc phải rà soát lại toàn bộ chương trình đào tạo. Phải đối sánh với các trường quốc tế. Tôi nói thí dụ, như trường Đại học Văn Lang năm nay chúng tôi phải đối sánh với hai trường quốc tế của Mỹ. Một cái viện nghệ thuật của California. Thứ hai, Đại học Los Angeles. Để làm gì? Để chúng ta không lạc hậu trước thế giới. Thí dụ như ở trường Đại học Điện ảnh Los, một học kỳ đầu tiên của họ 5 tháng là anh phải làm 4 phim. Còn chúng tôi học kỳ 4-5 tháng chỉ làm được một phim. Vì sao? Bạn biết một phim thì bèo nhèo 7-8-10 triệu là chúng tôi còn rất nghèo. Sinh viên của chúng tôi cũng còn rất nghèo. Nhưng mà chúng tôi sẽ tìm cách. Các em đương nhiên mỗi học kỳ là phải có phim. Còn lại những phim kia thì thôi, làm phim chay vậy. Có khoảng cách thế hệ hay không thì chắc chắn một điều, không chỉ trong nghệ thuật mà nói chung trong cuộc sống thì các em, nhất là bây giờ nó được tiếp cận với rất là nhiều những cái tiên tiến, những cái văn minh ở trên thế giới, thì các em rất mong muốn là tất cả mọi thứ nó phải mới, nó phá cách, nó phải rất là trẻ. Thế thì liệu thầy cô có thể đi theo được, hay là thầy cô lại bắt các em lại phải đi theo con đường mà các thầy đã đi? Thì tôi nghĩ là trong cái việc này nó là kế thừa và tiếp biến. Thầy và trò cùng có chung được một cái tâm cảm, một cái tâm thức trong sáng tác. Trong cái việc đối sánh chương trình, mới đầu mình rất là ngại ngần, một cái sự đối sánh rất là khập khiễng. Nhưng mà cuối cùng thì cái quan điểm là gì? Mình đối sánh để mình thấy mình đang đứng ở đâu. Như lúc nãy thầy nói là một năm, một học kỳ là bao nhiêu phim đấy. Thì bây giờ mình thấy là một học kỳ của họ 4 năm phim, mà một học kỳ của mình có một phim. Đấy là một cái khoảng cách mình cần phải vượt. Thì vượt qua như thế nào? Như thầy Đào Bá Sơn thì cho sinh viên làm kịch bản, và mình lên thuyết trình như đây là một bộ phim của mình. Đó, thì đó cũng là một cách. Thay vì mỗi em bỏ ra 20 triệu, 10 triệu để làm phim, thì bây giờ 4-5 em sẽ làm một phim mà các em lên thuyết trình, ai giữ vai trò nào, cái sáng tạo của họ là cái gì ở trong đấy. Thì như vậy thầy cô cũng thẩm nhận được, và các em cũng được học, chứ không phải là mình nói khó khăn quá thì mình bỏ qua. Thì đó là cái mà tiêu chí của trường Văn Lang, và cũng là cái tiêu hướng của khoa nghệ thuật sân khấu điện ảnh. Và cũng nói thêm là tôi cũng đang được giao cái nhiệm vụ là với khoa nghệ thuật ứng dụng, trong đấy có thanh nhạc và piano, thì cũng đi theo cái tiêu chí này. Trường cũng có đầu tư máy móc thiết bị có thể nói là tân tiến. Với những cái thiết bị đó, ở trường đã có làm được một liên hoan phim Văn Lang lần thứ nhất, và bây giờ đang chuẩn bị liên hoan phim Văn Lang lần thứ hai. Đây là một điều phải nói là rất hiếm và rất nỗ lực, khi mà cái khoa mới mở ra vừa tròn 2 tuổi thì bây giờ đã bắt đầu có cuộc liên hoan phim thứ hai, và tham dự những cái cuộc viết kịch bản và liên hoan phim về môi trường của quốc gia. Ví dụ như là của bên Hiệp hội Đầu tư Phát triển Điện ảnh kết hợp với Netflix, trường đã có 29 kịch bản tham dự và các em đã làm phim. Thì nói như vậy để thấy là một cái sự hứng khởi, một cái động lực, niềm đam mê đối với nghệ thuật đã được khơi dậy ở trường Văn Lang. Thưa thầy Sơn, đối với những ngành đào tạo khác thì thầy Dương được biết là nhà trường luôn luôn cố gắng kết nối với các doanh nghiệp để cho các em có cơ hội thực tập ngay tại trường. Thế đối với ngành đạo diễn và sân khấu điện ảnh thì sao thưa thầy? Thí dụ như là gần đây nhất, cô Hà vừa mới tổ chức một cái lễ ký kết để hợp tác với một đoàn kịch.
thì đấy là diễn viên thực tập ở các cái đoàn kịch, các cái đoàn phim. Đạo diễn thì cũng phải tập dự, cũng phải thực tập ở các cái hãng phim, các cái đoàn làm phim quay trên hiện trường. Bởi vì không có gì trực tiếp bằng cái mà cảm nhận ở ngay trên cái hiện trường. Tiếng la lối của các bộ phận, tiếng la lối vác đèn chạy rầm rập của ông ánh sáng, ông vác máy quay phim, rồi mấy ông thiết kế và vội vàng thiết lập bối cảnh, xây dựng lại, sửa chữa lại đạo cụ v.v. Tức là ở trên cái không khí sản xuất, ở trên toàn bộ của một cái hiện trường, người đạo diễn khi thực tập ở tập sự ở những chỗ đấy, anh ta sẽ nhận được, anh ta sẽ thấy được rất nhiều cái bài học. Và anh ta bắt đầu có một cái tính buộc phải thích nghi với cái môi trường công việc của điện ảnh như thế này. Keng 12 giờ nghỉ, ăn đi có 30 phút, phải vội vàng mà ăn. Ăn xong thì phải uống nước, các thứ này đúng keng vào giờ làm việc. Tức là buộc anh ta phải thích nghi theo một toàn bộ của đoàn làm phim. Hay diễn viên, diễn xuất cũng vậy. Anh buộc phải thích nghi với cái ống kính của khung hình. Khi anh đọc kịch bản anh biết cảnh này quay cận, nhưng mà nhiều khi đạo diễn không nói đâu. Nhưng ý thức ở trong cảnh này quay cận thì anh tập trung diễn vào cái gì? Phải tập trung diễn cho khu vực mặt của mình. Mặc dù người ta quay cả xà xua, ông đạo diễn sẽ lựa chọn sau. Nhưng về phía diễn viên thì anh vẫn phải chủ động. Anh biết ở cái này quay toàn cảnh thì anh có thể sử dụng toàn bộ khả năng, toàn bộ cơ thể của mình từ đầu xuống đến chân, phối hợp với không gian để diễn xuất như thế nào. Tôi nói ví dụ như cái cảnh cô đơn thì anh phải diễn xuất ra như thế nào trước cái cảnh không gian, trời chiều ảm đạm, phía xa buồn và một mình anh lê lết trên cái con đường ấy. Thì anh phải sử dụng cái hình thể, toàn bộ hình thể như thế nào. Bởi vì cái phim khi lên trên màn ảnh, cái ecran nó lớn, cái khuôn mặt thế này. Xin lỗi bạn, một cái mụn cá của một cái diễn viên đều là to như cái nón cối thế này rồi. Thế thì anh khó mà diễn giả dối được. Khán giả ngồi dưới, qua cái ánh mắt của anh họ nhìn thấy. Anh làm bộ anh đau đớn chứ đôi mắt của anh chả đau đớn gì cả. Là hỏng, không được. Cho nên là trong cái nghề diễn viên cũng vậy. Nó cũng đòi hỏi sự am hiểu, sự hiểu biết để mà phối hợp. Thì nếu mà các ngành nghề khác thì đến với doanh nghiệp, nhưng riêng sân khấu điện ảnh thì sẽ đến với các sân khấu, các hãng phim và các đài truyền hình. Vào năm thứ nhất thì các em đã được các thầy cô giáo dẫn về đi thực tập ở đài truyền hình, ở hãng phim, và các em đã được vào vai luôn, đã được đóng trong các tiểu phẩm nhỏ và vừa, và thậm chí bây giờ năm thứ hai đã có em đóng phim rồi. Thì các em mới năm thứ nhất, năm thứ hai lần đầu tiên được bước lên phim trường, được vào đài truyền hình rất là thích. Và các em đã được tham gia vào các cái chương trình như là Chiếc Chìa Khóa Vàng, Hô Biến, Vườn Âm Nhạc. Đấy, thí dụ thế. Và vì từ một em học sinh phổ thông mới bước vào trường Văn Lang chỉ vài tháng học mà đã được bước lên màn hình. Và các em sẽ rất thích thú khi là những cái được chiếu trên truyền hình ở nhà, ba mẹ, thầy cô giáo cũ, các bạn, họ hàng, mọi người đều được xem. Và các em, nó là một cái phấn khích, một cái động lực để cho các em học và muốn được tiếp tục như vậy. Thế còn ở trong khoa thì có một số thầy giáo trẻ cũng đi quay phim, làm đạo diễn. Thì trong quá trình dạy thì họ, lúc mà có phim đi làm ở ngoài thì các thầy cũng dẫn dắt các em đi theo. Về đạo diễn thì được học thêm ở trên phim trường, còn các em diễn viên thì được vào một số vai nhỏ, vai phụ, thế chẳng hạn. Thì có nghĩa là cái việc mà đến với phim trường, đến với sân khấu, nó là đến từ cái bến bờ lý thuyết đến bến bờ thực hành. Và các em được bước từ bến bờ giảng đường bước vào phim trường. Tôi dạy rất là nhiều trường đại học và tôi thấy rằng là đó là một điều đặc biệt của trường Văn Lang. Và nếu như các em thí sinh, các em học sinh đến với khoa nghệ thuật sân khấu điện ảnh ở trường Văn Lang, chắc chắn một điều là các em sẽ có cơ hội để thử mình ở trên màn ảnh lớn, màn ảnh nhỏ. Đấy là một cái điều đặc biệt mà chúng tôi cũng cảm thấy thú vị. Làm thế nào để được trở thành sinh viên của ngành sân khấu điện ảnh? Thì cô Hà có thể chia sẻ cho các bạn một chút xíu về phương thức tuyển sinh cũng như chỉ tiêu xét tuyển v.v. không ạ? Các em đến với khoa nghệ thuật sân khấu điện ảnh trường Văn Lang thì sẽ được thầy cô, được khoa rất là chào đón. Khoa sẽ là một cái nơi truyền cảm hứng cho các em về nghệ thuật. Ví dụ như thầy Đào Bá Sơn này, có thể đến 2-3 giờ sáng trả lời các em sinh viên về kịch bản, và thầy trò cứ như thế nói chuyện đến 4-5 giờ sáng, rồi các em lên lớp để kể lại là ở hôm qua nói chuyện với thầy rất thú vị về sửa kịch bản v.v. Là về chỉ tiêu thì chúng tôi đào tạo theo nhu cầu xã hội. Tuy nhiên về học nghệ thuật thì nó khác với ngành khác. Làm nghệ thuật mà không có năng khiếu thì điều đấy sẽ rất rất khó cho chính bản thân sinh viên cũng như là thầy cô. Cho nên là nó sẽ có một cái cuộc thi tuyển năng khiếu
môn yêu cầu đó là môn ngữ văn, thì môn đấy có thể lấy điểm từ chuyển điểm từ phổ thông hoặc là lấy điểm trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Và có hai môn năng khiếu một thì là xem một bộ phim trong hai lần và sau đó mình ngồi tại chỗ mình viết cái cảm nhận của riêng mình. Năng khiếu hai, năng khiếu hệ số hai thì đối với đạo diễn thì các bạn sẽ được kể lại một cái bộ phim trong tưởng tượng của mình thông qua những bức ảnh, và chỉ được 13 ảnh thôi. Và sau đó thì còn thêm một số câu hỏi về kiến thức, ví dụ hỏi về âm nhạc, về mỹ thuật, về sân khấu, về những cái văn hóa xung quanh mình đó. Các em cứ mạnh dạn, cứ tự tin thử, chắc chắn một điều là khoa sẽ mở rộng cửa, thầy cô và các em sẽ song hành với nhau trên giảng đường và trên phim trường, trên sân khấu. Đạo diễn Đào Bá Sơn có thể gọi là một tiền bối đối với các em, thì thầy sẽ cho các em lời khuyên như thế nào? Chắc chắn là khi các em thi vào cái này thì các em đã có sự lựa chọn. Khi các bạn đã lựa chọn rồi thì bạn cố gắng đi trọn vẹn cái con đường của mình, học đến nơi đến chốn. Trong văn hóa Việt có một câu rất hay là nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Anh đi một cái nghề thôi, anh theo mãi nó đi, anh theo đến tận cùng đi thì thế nào anh cũng sẽ thành công. Nếu không được nhiều thì cũng được ít, chắc chắn là như thế. Còn hơn là trước ngã năm ngã bảy rồi cuối cùng không đâu, cuối cùng thì nó giang dở hết tất cả. Thế thì cái lời khuyên là yêu nó rồi hãy đi, đi đến cùng, đi trọn vẹn cái con đường mà các bạn đã chọn lựa. Xin được cảm ơn cô và cảm ơn thầy vì những lời khuyên vừa rồi. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục tiếp theo của tạp chí giáo dục Vững Bước Tương Lai.